Mặc dù đã qua mùa cao điểm nắng nóng, nhưng vụ hỏa hoạn ở các địa phương trên cả nước không vì thế mà giảm đi. Kiên trì, thầm lặng, luôn có mặt ở hiện trường sớm nhất. Công việc dẫu có nguy hiểm, vất vả, nhưng những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn luôn sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vào chiều ngày 1 tháng 8, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một quán karaoke trên địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vụ việc một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt trong trận chiến cam go, khốc liệt với giặc lửa, đồng thời khắc họa vẻ đẹp kiêu hãnh, anh dũng, xả thân quên mình của người lính cứu hỏa đã chiếm trọn niềm tin yêu của quần chúng nhân dân. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 11 phút chiều ngày 1 tháng 8 năm 2022, tại quán karaoke có địa chỉ tại 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn cứu hộ và triển khai công tác chữa cháy. Đám cháy xuất phát từ tầng 6 của căn nhà, đây là khu vực đang dừng hoạt động để sửa chữa. Đến khoảng 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 3 chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Hiện thi thể của 3 cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào Bệnh viện 198 Bộ Công an. Danh tính của 3 nạn nhân gồm Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy, Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Sau khi được tin, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình của 3 cán bộ chiến sĩ. Vâng, thưa quý vị, có một bậc vĩ nhân từng nói rằng bạn phải làm một điều gì đó trong cuộc đời của bạn mà đáng được tôn vinh và không được hèn nhát nếu bạn được sống hòa bình với chính nội tâm bản thân mình. Và đối với người lính cứu hỏa thì đó là lửa. Khi người dân đang đấu tranh trong từng hơi thở để thoát khỏi nơi cửa tử thì những người lính cứu hỏa vô danh lại bất chấp cả nguy hiểm, thậm chí quên đi sự an nguy của bản thân để lao vào biển lửa cứu người, cứu tài sản. Hình ảnh về người chiến sĩ với đôi bàn tay bỏng rát, với gương mặt mệt lả sau nhiều ngày vật lộn với giặc lửa, một lần nữa lấy đi nước mắt của bao người. Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên hình ảnh về người lính cứu hỏa bọc em bé trong chiếc áo bảo hộ lao ra từ đám cháy ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội vào đầu năm 2021 làm xôn xao cộng đồng mạng. Có lẽ chỉ ít giây nữa thôi, nếu không có hành động cao đẹp ấy, cháu bé đã mãi mãi ra đi vì khí độc và nhiệt độ. Hay hình ảnh chiến sĩ Tống Văn Đông đã không ngần ngại nhường mặt nạ dưỡng khí của mình cho nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng ở Thanh Hóa. Và bây giờ là sự ra đi mãi mãi của 3 chiến sĩ cảnh sát ở Hà Nội trong vụ cháy quán karaoke. Một lần nữa tô thắm thêm tinh thần về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong trái tim quần chúng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi lúc thật mong manh. Không ai có thể lường trước được những tai ương có thể ập đến với mình. Nhưng ở một nơi nào đó, vẫn có những người lính thầm lặng, vẫn luôn sẵn sàng cống hiến thân mình vì người khác. Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng trong thời bình vẫn có những cuộc chiến mới, vẫn có những sự hy sinh đáng trân trọng và tôn vinh. Bữa cơm hôm nay có những người con, người anh, người bạn, người đồng chí sẽ mãi mãi không thể trở về. Thật đau xót biết bao. Tìm cái còn trong cái mất, đó là nhiệm vụ song cũng là sứ mệnh cao cả thiêng liêng mà những người lính phòng cháy chữa cháy được trao gửi. Và đó cũng thực sự là khoảnh khắc vô giá của những người nguyện đem cả đời đối mặt với khói lửa cứu người trên khắp dải đất hình chữ S. Hành trình kỳ diệu ấy vẫn sẽ tiếp tục, một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu. Cuộc chiến không hồi kết của những chiến binh luôn sẵn sàng xung trận, những chiến binh trong cuộc chiến vì sự sống. Và cũng mới đây thôi, bức tượng đài về người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vừa được khánh thành tại thủ đô Hà Nội, một lần nữa thay cho lời tôn vinh, ghi nhận sự cống hiến và hy sinh của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Mặt khác, sự đau xót lần này cũng là bài học đắt giá về những bất cập công tác phòng cháy chữa cháy, sự thiếu chủ quan,
sự thiếu kiến thức của người dân, sự thiếu trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong quản lý công tác xây dựng là kẽ hở chết người trong công tác phòng cháy chữa cháy. Khi nguy cơ cháy nổ ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thì mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần luôn nêu cao ý thức và trách nhiệm trong phòng chống cháy nổ. Bởi khi vấn đề này được thực hiện tốt và lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ được đảm bảo, thì sẽ góp phần hạn chế tối đa các vụ cháy nổ, những sự việc đau xót tương tự có thể xảy ra. Dấn thân vào nghiệp dập lửa cứu người, những người chiến sĩ áo xanh, cầm lăng phun nước, chỉ mong còi báo cháy không hú vang. Bởi lẽ, chẳng có chiến thắng nào mà không có nước mắt, có kỳ tích nào mà không có sự hy sinh. Hy vọng rằng vào một ngày mai không xa, lời chúc của Bác Hồ lúc sinh thời dành cho ngành cứu hỏa. Nhân dịp năm mới, bác chúc các chú thất nghiệp sẽ sớm trở thành hiện thực.